Vâng, xin chào các bác nhá. Bác nào có thích cái dòng cassette thì có thể alo cho em nhá. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác đó là con cassette Sansui Alpha 7 các bác nhá. Đây. Đây là cassette Sansui Alpha 7. Con này em test thì hiện tại là vẫn thấy nó đang chạy này. Đấy, bác nào không thích hai cái kiểu hồi gỗ như này thì về mình có thể thay bằng cái hồi gỗ khác nhá. Đấy, mình thay bằng các cái hồi gỗ mà nó được phun sơn nó đẹp hơn. Còn bác nào không thích thì mình có thể phun trực tiếp này cũng được, hoặc không thì mình có thể bỏ hai cái hồi gỗ đi. Đấy, có thể bỏ hay là giữ thì cái này thì về các bác sẽ xử lý. Còn ở đây thì em chỉ biết ok, em test cho các bác thôi. Đây là Sansui Alpha 7 nhá, hàng nguyên bản nguyên zin cho các bác nhá. 100% hàng nguyên bản nguyên zin luôn, cam kết cho các bác. Đấy. Đây nha, cassette đây, còn đây em đang dùng con Ami này để thử. Tức là truyền tín hiệu sang đây thì mới thử được. Đây là cassette này. Đấy, bật tắt là ok, không có vấn đề gì cả. Đó. Con này thì nhà em thì bán từ trước này thì đều nói rất là rõ ràng nhé. Tất cả cassette CD-MD thì là khi quay thì video thì vẫn test cho các bác đây. Tiện thì vẫn cứ test điện rồi cho băng cho cái test cho các bác bình thường. Nhưng mà bên em sẽ bán là bán theo giá trưng bày các bác nhé. Tất cả là bán theo giá trưng bày. Đấy, giá trưng bày và giá lấy đồ lấy linh kiện. Thế là em không quan tâm là về các bác dùng như thế nào. Để chợ em chỉ biết là bán theo giá trưng bày thôi. Thì con này bác nào chốt thì cứ alo cho em qua số điện thoại là 0966 594581 hoặc số 0979891682 nhá. Cassette Sansui Alpha 7 nhá. Đấy. Đây. Nó vẫn chạy này các bạn này. Đang nghe cái một cái đĩa này là đĩa Ma đã hiểu được sự oan ức của con. Cải lương này. Còn đứa bé này là dạ nó là con của con với anh Trí đó má. Minh Trung lại thư ngoại đi con. Thư ngoại con mới về. Cháu ngoại của bà để sao? Tội nghiệp cho cháu của tôi quá. Mẹ nó bị hàm quá mà đợt nó phải khổ. Thôi, từ khi con bỏ đi mà luôn tập nhan khẩn nguyện. Đấy, mình nghe xong một cái em thử tua xong một đoạn khác nha. Đấy nhá, vừa rồi thì em có test là thử cái một cái đĩa cải lương, em thấy là chạy vẫn ok. Đây, để cho đĩa quát xem. Đây là cái đĩa cải lương này. Đấy, bác nào mà lấy con này em khuyến mại luôn, qua cái đĩa băng này luôn nhá. Bác nào lấy em khuyến mại luôn cái băng cải lương này luôn. Thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em nhá. Hàng bãi thì nói chung là cái chuyện nó bụi bặm một tí quá thông cảm, nó không tránh được. Đấy, hay là con này đây. Thì trên này các bác về mình có thể lắn qua cái phần trên đỉnh qua tí nhá, cho nó đẹp. Đây, về các bác sẽ tháo hai cái lắp ra xong mình lắn lại cho phẳng. Đấy, còn bác nào thích thì mình thay hai hồi gỗ khác hoặc không mình bỏ đi luôn. Đấy, kích thước của nó là dòng size 27 các bác nhá, size 27 các bác nhá. Đấy, 27 cm. Mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Em xin chào và kết thúc video tại đây nha. Dù sao con cùng